Bài tập 999, các em nghe rõ câu hỏi và giải giùm thầy. 1 tỷ cộng cho 999 nhân cho 10.000 cộng cho 6789 nhân cho 9999. Mời em Lenderman lên giải bài tập này cho thầy. Ông này tôi đang ngủ mà kêu gì hả? Thầy kêu làm bài tập hả? Ngồi ngồi lên liền. Dạ em xin lỗi, em đang mơ về những con bướm ngoài kia thầy ơi. Dạ sao thầy? Giải bài tập hả? Trời ơi, chắc em xỉu. Trời ơi thầy ơi, sao mà bài khó vậy? Các bạn nhìn vô cái bài tập này, các bạn biết giải không? Bạn nào biết giải bình luận bên dưới. Còn mình là ngu ngơ. Dạ thầy ơi, thật ra thì em không có biết giải bài này khó quá à. Thầy cho em làm bài khác được không vậy thầy? À được rồi, không cần phải làm bài khác đâu em. Vì em học quá giỏi cho nên là thầy cho em không điểm về chỗ. Quê ghê luôn á. Trời ơi, không điểm về nhà chắc ăn cay quá. Trời ơi mấy đứa ơi, quê quá à. Họ không biết làm bài bị không điểm. Trời ơi. Các bạn ơi, nói cho các bạn nghe nha, cái lớp học này nó kỳ lắm. Tụi mình học hả, từ sáng tới giờ, từ đến bây giờ là chiều tối rồi mà chưa được về nhà nữa. Các bạn không tin lời mình nói đúng không? Mình sẽ cho các bạn thấy. Đây, đầu tiên nè, cho các bạn thấy nè, một đứa ngủ trong lớp, thầy không phạt nó. Các bạn biết tại sao không? Vì nó học quá nhiều. Còn đứa này nè, nó nói nè, chúng ta đã ở trong cái lớp học này 6 tiếng rồi, khóc luôn nè, các bạn thấy không? Còn đứa này cũng ngủ gục luôn rồi, nó học quá mệt. Ấy, còn thanh niên này thì nó đang rất là bực các bạn. Nó bị gọi là căng thẳng quá. Ôi học nhiều quá chịu không nổi. Thôi bây giờ á là hạ mình sẽ rủ tụi nó trốn học không em. Đó, mạnh dạn lên để coi tụi nó nói gì sao. Đó để mình coi tụi nó nói gì sao. Trời tụi nó ok luôn các bạn. Tụi này trên liều thiệt. Rồi nhưng mà bây giờ á tụi mình phải coi là sao. Hiện tại bây giờ là 3 giờ rồi, 3 giờ sáng rồi mà học vẫn chưa được về. Để mình ra mở cửa. Từ ra mở cửa cái. Cửa khóa rồi, bây giờ phải làm sao đây? Ở đằng đây có cái nút gì nè. Bấm vô cái nút này để bấm chuông báo động. Chuông báo động, ui, chuông báo động kêu, cửa mở rồi. Chạy thôi mấy đứa ơi, chạy thôi anh em ơi. Về nhà thôi. Cửa bị khóa rồi, giờ làm sao đây? À đây rồi, có đường để chạy rồi. Nhưng mà cẩn thận, ở đây người ta có một cái tấm biển. Đó là cảnh báo trơn trượt, tại vì sàn nhà bị ướt. Trời ơi, các bạn thấy không, mình đã nói rồi mà nó không nghe, cảnh báo trơn trượt rồi mà. Còn ở đây là phòng học tiếng Anh nè các bạn ơi. Nhưng mà phòng này bị đóng rồi. Bây giờ tụi mình lo mà chạy thôi. Nhanh lên, đừng để thầy biết. Thầy mà biết tụi mình trốn rồi hả, mệt luôn đó. Chúng ta cần phải tìm gọi là hả, cái chỗ để trốn. Đó, đi vô cái chỗ ven này đi tìm chỗ trốn các bạn ơi. Let's go, đi nào mấy đứa. Ui, vô. À, quay mà khoan đã. Nói cho các bạn nghe nha, mình ở đây á, mình trốn ra khỏi cái trường này không phải là vì mình lười học đâu, mà tại vì tụi mình học quá lâu rồi cho nên mình bắt buộc phải trốn thôi các bạn. Nhưng mà hả, các bạn thấy rồi đó, là hả, ở trong đây cái trường này nè, nó ở dưới trường có gọi là mấy khoáng sản quá xịn sò luôn. Nhưng mà bạn này bạn cảnh báo mình nè, bạn kêu là cẩn thận ở dưới đây có lava. Mình biết rồi. Ấy, quái cúp nè, lấy cúp đào kim cương luôn. Cái này là không phải kim cương mày, cái này cái gì rất là đẹp luôn á, không lấy được rồi. Thôi mình đi tiếp đây, đi thôi mấy đứa ơi. Trời ơi, đố các bạn hồi nãy giải được cái bài tập mà thầy cho mình á. Bạn nào mà giải được thì mình gọi là các bạn là tài thiên luôn, là thiên tài nha. Rồi, đi tiếp. Trời ơi, lava nó đổ ra các bạn ơi. Cẩn thận nè, cẩn thận, mình sẽ nhảy qua đây. Cố lên mấy đứa ơi, cẩn thận lava nè. Lava chỗ này nè, chỗ này có lava nè. Đừng có chạy vô đó nha. Vô, qua, rồi, có đứa nào qua được không? Ui, qua được rồi, yes. Ôi, wow. Cái này là cái đường ống các bạn ơi. Cái đường này nó rất là nóng nha các bạn. Tại vì cái hơi gió này nó luồn qua mà toàn là gió nóng mà. Đấy. Đấy các bạn không, nó bốc hơi luôn kìa, nó xì khói luôn các bạn không. Nóng lắm nha các bạn. Ở đây có mọi người cái bẫy nè. Mình sẽ cẩn thận hơn. Ui, đã nói là cẩn thận hơn rồi mà không nghe. Ở đây là có những cái này để nó bay lên nè. Woo. Yeah, lên rồi, lên mấy đứa. Yeah, lên tiếp, còn đứa nào nữa không? Hết rồi hả? Thôi đi tiếp nè. Mà sao mình không hiểu cái trường này tại sao nhiều ống thông gió vậy nè. Đi thôi em ơi, đi em ơi, nhìn cái gì? Đằng sau lưng của chân. Không chịu nhìn, té thành niên. Ui, gym lad, phòng tập gym các bạn ơi, phòng học tập gym. Ôi, cái ông mập lần trước mình gặp nè, cái ông này, wow. Bây giờ đến phòng, đến giờ học gym rồi. Cái ông này lần trước mà mình gọi là trốn khỏi cái ông mập siêu to khổng lồ, bạn nhớ không?
Ông này ông tập gym nè, nhưng mà ông vẫn còn mập. Bây giờ ông làm thầy thể dục luôn rồi các bạn ơi. Gì ghê vậy? Nhưng mà ông vẫn còn mập mà. Thôi mình đi tiếp đây. Đi thôi các bạn ơi. Thôi gì đây? Ui, bài tập khó quá. Mình bỏ cuộc thôi. Mình muốn về nhà. Trời ơi các bạn ơi, tội nghiệp cho bạn này quá. Bạn này chắc tập mệt lắm nè, cho nên là bạn nó không chịu nổi nữa, bạn bỏ cuộc rồi. Bạn muốn đi về nhà. Còn mình thì cũng muốn về nhà đây. Đó, các bạn thấy cái trường này nó kỳ lạ không? Trường này á, nãy giờ mình mới để ý nha, là thầy thể dục nè. Thầy thể dục là phải body 6 múi đẹp trai rồi, ốm ốm đẹp các bạn. Còn thầy này gọi là bí phèo. Mà hồi nãy thầy giáo của mình cũng bí phèo luôn các bạn. Trời ơi, trường này chắc là toàn những người gọi là tham ăn không quá. Trời ơi các bạn ơi, rồi đi tiếp nào. Nhưng mà trường này học ghê lắm. Trời ơi, bên đây hồi nãy có mấy đứa nè. Trời ơi, bây giờ các bạn nhìn nè. Tụi nó nói là tụi nó đã gọi là sinh tồn, gọi là một tuần ở trong đây mấy tuần hay sao rồi đó. Nói chung là mình không biết nữa, nhưng mà các bạn nhìn kìa. Wow, bên kia nó đang gọi là khổ lắm bạn ơi. Đây, nhảy vô cái rổ nè. Yeah, không nhảy tới các bạn. Rồi, let's go đi. Không thể ở trong cái trường này được nữa đâu mấy đứa à. Tin anh đi, ở trong đây là chúng ta không thể nào mà được đâu. Ê, cửa mở kìa, cửa mở kìa. Cửa mở, cửa mở. Đi đi, lẹ lẹ lẹ, cửa mở nè. Cửa mở nè. Wow. Ui, lại thầy nữa. Trời ơi. Thầy kêu tụi mình đến giờ tập football rồi. Cái football là cái chơi cái bóng bầu dục các bạn ơi. Trời ơi, công việc của chúng ta bây giờ là hạ tất cả mọi người là phải. Oh no. Đây là những người chơi bóng bầu dục nè các bạn ơi. Mấy anh này bự lắm. Ơi, đừng nói mấy anh này, mấy anh là cản đường mình nha. Nếu mình bước qua là mấy anh đuổi theo mình ha. Đúng không? Hay là tụi mình chia ra mình chơi với mấy anh. À, chia phe đó bạn ơi. Vô. Ôi. Ơi ơi, bên mấy đứa kia kìa. Ôi sao bốn người mà dí theo em? Thôi mấy anh ơi, mấy anh này chạy nhanh mà còn gọi là bự con nữa chứ các bạn. Hút vô mình một cái gọi là hàng ngẫm luôn á. Ủa thầy nè, mày không thầy hãy dùng nè. Ơi cẩn thận. Mấy anh chạy nhanh mà mấy anh không bắt được em, mấy anh còn nằm xuống. Ê, tức chưa? Ê, còn dí mình không ta? Còn dí mình không? Ê mấy anh ơi, em đi nè. Chạy bạn ơi. Ui, hên quá. Mấy cái anh này á là mấy ảnh chuyên gia bay tới mấy ảnh ôm nha các bạn. Tại vì cái đó là trong cái môn đó mình không biết, nhưng mà mình thấy là vậy đó. Wow, wow, cẩn thận laser mấy đứa ơi. Laser mấy đứa ơi. Đấy, cẩn thận laser, rồi qua được rồi. Trời ơi, trong đây. Đây, trong trường học của mình nè. Nhưng mà bây giờ không ra được đường này rồi. Bây giờ tụi mình lại tiếp tục đi qua đây. Mà sao cái trường của mình nó toàn là hả mấy cái chất độc này không vậy ta? Trời ơi, quá trời luôn các bạn. Không thể tin được. Bởi vậy cái trường này tụi mình gọi là phải tìm cách trốn ra là đúng rồi. Đi mấy em, lên đây. Chúng ta lên lầu rồi. Ui, bảy kia. Từ, có đứa nào uống nước ngọt không? Anh mua cho mấy lon uống nè. Uống ly nước ngọt đi, xong rồi chúng ta đi tiếp. Bây giờ là không có ai đuổi theo chúng ta đâu. Trời ơi, cái bảy các bạn ơi. Nhảy vô cái bảy một phát, một cái bảy như nó gặp lại nè. Đó, các bạn nào muốn test thử cái bảy không? Test thử cái bảy em. Không đứa nào dám test hết. Rồi bây giờ sao đây? Rồi, chúng ta cần gọi là cái gì đây? Hồi nãy thanh niên này, chúng ta cần gọi là ha, ở đây có một cái phòng gì nè các bạn. À, phòng học. Chúng ta cần phải tìm một cái phòng học các bạn ơi. Ôi, thầy kia. Thầy là mới đồ. Vậy là thầy đứng canh cửa. Cẩn thận mấy cửa này mấy đứa ơi. Cửa này thì sao? Ôi, thầy. Ây da. Vậy là cửa nào đúng? Từ từ. Để mình xem coi cửa nào đúng mấy đứa ơi. Cửa đó hả? Rồi. Phải không? Cửa này không? Phải cửa này. Hello class. Hôm nay chúng ta sẽ gọi là học về gọi là hóa học, làm ra một cái cánh cổng các bạn ơi. Ui thầy đang, mình không biết gì về hóa học luôn các bạn ơi. Rồi thầy đang mix mấy cái đồ lại bạn, y như đổ trộn vô á. Wow, trộn pha cái gì? Ui nó đang chạy kìa. Nhưng mà lại vô lớp học cái chốn gì được về nhà đâu. Wow, cái gì vậy? Wow, ảo vậy. Ta da. Chúng ta đã có một cánh cổng thời gian. Ui, what? Mình đang ở trong lớp học. Cái này là lớp học gì nè các bạn ơi? Trời ơi, chúng ta có thể di chuyển bằng cái cánh cổng này. Yeah, cuối cùng chúng ta cũng đã làm được rồi. Thôi, vô nào. Đây là cánh cổng và đây là thầy các bạn ơi. Thầy hóa học, thầy này nhìn gọi là còn ốm ốm nha. Mấy thầy hồi nãy gọi là nhìn bí phèo quá. Vô, woo. Rồi, để xem. Candyland. Đảo kẹo hả? Trời ơi, bạn nào thích ăn kẹo ăn bánh thì vô cái đảo này chắc chắn các bạn không muốn về luôn á. Ê, tính ra tụi mình gọi là trốn khỏi cái trường mà tụi mình còn tìm được cái cánh cổng gọi là tới đảo kẹo nữa. À, ăn chắc đã lắm bạn ơi. Đây để mình thử ăn cái kẹo mút nè. Kẹo ngọt thì các bạn à. Ở đây có sô cô la đó các bạn. Đó, bạn nào có ước mơ tắm sô cô la không?
vô đây đó, tắm sô cô la đã luôn. Còn mấy con này là rau câu nha các bạn, mấy con gấu này là rau câu hay cái gì á, thạch á, nó gọi là thạch á. Rồi tụi coi bây giờ bên nào đây, lựa đi mấy em, màu đỏ bd vô. Thấy chưa, anh nói có sai đâu, màu ui nó tắm, nó tắm sô cô la. Mình nói tụi nó tắm sô cô la, nó tắm thiệt các bạn ơi. Sau sô cô la này không có tắm được nha các bạn, nó nóng lắm, không nóng được đâu. Đây 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 đây, hay quá em ơi. Good good, bên này bên này bên này, đúng rồi, vô vô vô. Mình kêu nó chọn màu đỏ bd nó không chịu đó, chọn sai. Đây mấy đứa, nhanh lên, nhanh 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 nhanh. Chúng ta ôi mà khoan, có nên thoát khỏi cái hòn đảo này không, chứ hòn đảo này nhìn ngon quá. Đây chúng ta không thuộc về chi văn chi thơ nữa, thôi let's go đi. Trời ơi đúng rồi, chúng ta không thuộc về nơi này đâu các bạn ơi. Wow. Oh wow, xin chào em, em đi đâu đây, em muốn thoát khỏi cái chỗ này đúng không? Dạ đâu có đâu thầy, dạ không có, em đi toilet. À, em đừng có nói dối thầy, à, em sẽ ở đây rực dài dài. Thầy bắt được tụi mình rồi, giờ phải ngồi học tiếp tục đây. Thanh niên kia, cái cánh cửa laser đó, nó làm cho chúng ta không thể ra ngoài được. Thanh niên nó đang rất là tức các bạn ơi. Ủa mà cánh cửa laser nào? Ủa, đâu? À, cánh cửa này hả? Trời ơi, cẩn thận cái cửa laser. Đã, người ta cảnh báo rồi mà em, bạn kia bạn nói rồi mà, bây giờ đi đâu đây? Ê, thầy ngủ rồi. Rồi thầy ngủ gì kì vậy? Thầy ngủ, các bạn thấy chưa, cơ hội của mình. Sao đường nào để thoát đây? Bên đây hả? Đường nào mấy đứa? Đâu đường nào? À chui vô đây, à chui vô đây. Ê trời, hay quá, thầy bắt tụi mình lại nhưng mà thầy ngủ gục cho nên là tụi mình có cách để thoát coi. À đây có đường đi rồi, let's go. Yeah, wow, cái gì đây? Một cái thẻ, cái gì bạn ơi? Ui, laser bị bắt rồi, yes. Hay lắm. Yeah, được rồi. Lên, đi. Mình ra được rồi nè. Ôi cái cửa laser nó mở rồi, tụi mình ra đây đúng rồi, cần gì phải chui vô cái đường này, hãy chui vô đường này đúng không? Rồi, được rồi, bây giờ làm gì đây? Ui, ai vậy? Khởi động laser. À, bây giờ là các ngươi không có thoát được khỏi cái trường này đâu. À, thầy nào đây? Thầy nào đây? Thầy nào mà gọi là có khởi động laser nữa các bạn? Thầy nào các bạn ơi? Thầy này râu rất là nhiều nha. Wow. Ê, qua được rồi. Trời ơi, vậy mà cũng qua được mấy em. Đi, lẹ lên, về rồi. Ê, ở ngoài sân nè. Ui, ra ngoài tôi. Ui, chúng ta ơi leo tường được không? Ở ngoài đây là đường này các bạn ơi. Đây, để mình nhảy qua đây. Ơi, mình nhảy không ạ? Ê, mấy đứa ra đây chạy về nè. Ở đây nè. Ở đây để chạy về nè. Ui, ơi mà không được, mình làm vậy mình ăn gian quá không? Không được. Chúng ta phải gọi là ha đàng hoàng. Chúng ta phải đi đường này, đường đó em đi về được luôn á. Đó, chúng ta phải gọi là thử thách mấy cái này các bạn ơi. Để mình gọi là ha thoát khỏi chỗ này cho nó đàng hoàng các bạn. Ui, hồi nãy mình đi cái đường kia mình qua cái một luôn các bạn ơi. Ấy, được rồi. Nhanh. Rồi, mọi người. Ha! Lại trở về trường học nữa. Sao chỗ này toàn là nước không vậy? Có chừng trơn mấy em ơi, đây nước mà. Có chừng trơn nè. Đi nè. Có chừng nha, có chừng trơn á. Rồi, đi. Wow, đi. Rồi, cửa mở. Lại cửa đóng rồi, cửa nào? Ui, bên đây. Ui. Trời ơi, hết rồi. Mình nhìn mình tưởng cà chua rồi, nhưng mà thật chắc là cái này là cái phòng học vẽ các bạn ơi. Cái đó là mực các bạn, cái đó là màu á. Trời ơi, ý. Cái cục tẩy nè, cục gom, hồi xưa mình gọi là cục gom. Hồi xưa mình đi học các bạn, cái cục tẩy này mình xài nhiều nhất luôn nè. Có hai cái đầu, tẩy với mực với lại tẩy với chì hay sao á, mình không nhớ nữa, không biết đúng không nha. Nhưng mà hình như mình nhớ là vậy đó. Rồi, đi. Trời ơi, lớp học gì mà nóng vậy? Nóng chảy mỡ luôn á. Thôi không được rồi, cái lớp này nó nóng chảy mỡ luôn các bạn ơi. Mà mình có mỡ đâu, mình chảy y, mình giảm cân thành công rồi. Chỉ có trong trường này gọi là người ta mới gọi là biết phèo thôi. Rồi đi nào. Rồi bây giờ là hả? Cái gì khóa nữa rồi? Bây giờ mình phải đi tìm thêm cực, đi tìm những cánh cửa khác nữa khóa rồi. Hay là cửa này? Không được. Có tủ nào đâu? Tủ nào? Ôi, đây nè. À, có một cái tủ bí mật. Trời ơi, thanh niên này kỳ vậy. Tướng gì kỳ vậy? Vô. Ôi. Rồi xong luôn, cái này mà sao qua được. Tính ra khỏi công nhận luôn nha các bạn. Thà mình ở lại mình học
nó còn khỏe hơn là mình phải trốn ra khỏi cái trường này đó. Nãy giờ mình đi hoài mà mình chưa thấy gọi là hết luôn bạn ơi. Ơi cẩn thận, cái này nó đẩy ngược lại mà mấy đứa ơi, tập trung vô đi, nó đẩy ngược lại mà mấy đứa, trời ơi nó té kìa. Thì các bạn ơi, nhìn tụi này ha, mình thấy buồn quá. Ui, đi nào laser đó. Ê từ laser kìa, ông thấy hả thanh niên, rồi chạy. Wow, quá là căng thẳng luôn. Rồi thanh niên này mặc đồ dịch nữa, bơi hả? Khoan kìa, nhìn kìa, chúng ta cần phải bơi thôi. Rồi được rồi. Ủa mà phao đâu bơi? Ê cho mượn cái phao đi. Mà không cần, mình biết bơi mà, cho các bạn coi mình bơi cỡ nào nè. Đấy, mình bơi hơi bị đỉnh luôn nha các bạn. Rồi, let's go mấy em ơi. Đâu rồi, đường nào. Nhanh lên, nín thở lâu vô. Ôi mà quên nín thở, mà sao mình nói chuyện được ta. Nín thở. Trời, nín thở không nổi bạn ơi. Thôi, bơi lẹ đi, nín thở gì. Lẹ. À, đây rồi. Trời lên. Wow, mình đang trong hồ bơi các bạn. Ơi, có ai nè. Kéo chân, giỡn. Ý, ủa phải. Đồng đội, đứng ai chứ. Bây giờ làm sao đi lên đây? Đây. Let's go. Đi ra ngoài tiếp nào. Cái gì vậy? Sao mà nước không vậy? Hên quá đi qua được. Trời, té nè không? Đi té nè. Nước trơn quá té. Trơn lắm các bạn ơi. Trời ơi, trơn nó té. Té, gọi là hả? Dập phao câu. Ôi, toilet. Vô toilet làm gì? Bây giờ đi về nè, cửa nè. Cửa lại khóa rồi, vô toilet thôi bạn ơi, vô toilet nữ nè. Ủa lộn, toilet nữ là màu hồng nha. Ủa mà màu hồng nam tính mà sao toilet nữ ta? Không, toilet nam nè. Đó. Trời ơi, toilet gì mà dơ vậy? Đây, qua đường này nè mấy đứa ơi, cần gì đi nhẹ qua đó chứ cho cực vậy. Mũi lại, bịt mũi lại em ơi. Bịt mũi đeo khẩu trang vô, ở dưới này nó ô nhiễm lắm nè. Mình đang ở dưới chỗ toilet các bạn ơi. Ôi trời ơi. Dưới này nhìn nó nâu nâu các bạn à. Đường nào. Đi đường nào đây? Rồi, bây giờ mình đang đi theo những thanh niên này. Đi đâu không biết, đừng có dẫn anh vô cái chỗ nào mà gọi là nó ô nhiễm môi trường nha. Dắt anh vô cái chỗ nào mà nó thoát ra được á. Trời ơi, vô cái tường cùng rồi. Không được rồi, không tin được mấy cái này đâu bạn ơi. Tin mấy cái này gọi là ha, ăn cám luôn á. Không được rồi, để mình tự lực cán sinh thôi chứ không. Ui trời, ui trời, có đường ra nè. Nhưng mà cái đường này, cái đường này là cái đường ống để dẫn nước thải nè các bạn ơi. Hên quá, tụi nó dắt mình đi một cái nơi mà gọi là ô nhiễm môi trường. Cái này nói chung hơi căng á. Rồi, anh qua được rồi. Đi đâu đây? Đúng rồi, mình lên cái chỗ này. Lên. Thoát rồi đúng không? Concentration. Đâu? Yeah. Thoát rồi. Tè tè tè. Ui, chờ xích đu bạn ơi. Yeah, rồi xích đu tới nào. Ủa sao tiên kỳ vậy? Rồi tới nào. Xích đu thấy mà nản luôn các bạn ơi. Rồi, vậy là mình đã cùng với mọi người thoát ra khỏi đường trường học coi. Bây giờ về sao đây? Thôi dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã xem cái video này. Và nếu thế này đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký, một chia sẻ, một đăng ký kênh nếu các bạn là fan chính của mình nha các bạn ơi. Rồi và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha các bạn. Bye bye.